Chào các bạn, mình là kỹ sư Mai Thanh Thiện từ cửa hàng LED Nhật Tân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình tấm LED màn hình full màu bằng phần mềm LED Art trên điện thoại. Cách này chỉ áp dụng với các loại card của HD có hỗ trợ Wi-Fi. Đầu tiên, đây là sơ đồ kết nối. Ví dụ ở đây mình có một card WF4 kết nối với một màn hình ngang 8, cao 4. Thì việc cấu hình sẽ được quan sát ở tấm đầu tiên này. Trong quá trình cấu hình, bạn chỉ cần quan sát tấm LED này, không cần quan tâm các tấm còn lại. Mặt sau của tấm, các bạn sẽ tìm được loại IC điều khiển, thường sẽ được ghi ở một con tem dán trên tấm. Nếu không có, các bạn có thể quan sát tên trên các linh kiện IC. Chúng ta cần chuẩn bị một màn hình LED lắp đặt hoàn chỉnh, một điện thoại di động đã được cài sẵn LED Art. Các bạn có thể tải LED Art từ App Store hoặc CH Play. Rồi, bây giờ mình đã có một màn hình LED ngang 2, cao 2 sử dụng B10 Full Out 4S TLR. Mình sẽ bật nguồn lên và bắt đầu cấu hình. Rồi, ok. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng điện thoại để nạp một chương trình vào đây. Ok, mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ cần kết nối Wi-Fi với card điều khiển. Card điều khiển ở đây của mình là WF4, vì vậy mình sẽ tìm một cái Wi-Fi có tên là WF4 để kết nối. Thì mật khẩu mặc định của các card HD này là 8 số 8, các bạn nhớ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với Wi-Fi đó. Có vẻ như nó ưu tiên Wi-Fi có Internet để mình kết nối lại lần nữa. Rồi, mình sẽ chọn chỉ kết nối lần này. Ok, bây giờ thì chúng ta đã kết nối được với Wi-Fi WF4. Tiếp theo, mình sẽ vào LED Art. Rồi, ở danh sách này mình có khá nhiều chương trình, mình sẽ xóa bớt cho gọn nhé. Các bạn tích vào thùng rác này và xóa nó đi. Rồi, bây giờ nó đã trống rồi, mình sẽ click vào hiển thị mới. Các bạn thấy là ở đây chúng ta đã kết nối với card WF4 rồi, thì mình chọn thêm. Ở đây mình sẽ thiết lập các thông số của màn hình, của cả màn hình. Thì chiều rộng này, tức là màn hình của mình có hai tấm chiều rộng, mỗi tấm B10 này là 32, vậy thì chiều rộng này là 64. Còn chiều cao của mình cũng là hai tấm, mỗi tấm có chiều cao là 16, vậy hai tấm sẽ là 32. Ok, mô hình thiết bị thì thường là nó đã được tự chọn sẵn. Mức độ màu duy nhất là mà tấm đơn màu, màu kép là tấm đôi màu, và ba màu tức là tấm full màu. Các bạn có thể hiểu màu duy nhất là một điểm ảnh nó sẽ có một màu, màu kép là một điểm ảnh nó sẽ có hai màu và hai màu đó pha lại thành một màu nữa. Còn tấm ba màu tức là một điểm ảnh nó sẽ có ba màu RGB và nó có thể pha được tất cả các màu còn lại. Chúng ta tiếp tục. Thì ở đây mình sẽ nạp một chương trình, ví dụ mình gõ 123. Sau đó mình thay đổi các thông số này như là kích thước. Tiếp theo mình thay đổi màu sắc, mình sẽ chọn màu trắng. Rồi, ở dưới này còn rất nhiều thông số khác nữa, nhưng ở đây có lẽ mình sẽ chỉ chọn thêm một hiệu ứng hoạt họa là liên tục trái để nó chạy như thế này thôi. Mình thay đổi tốc độ một tí. Ok, chỉnh lại một lần nữa. Rồi, có vẻ được rồi. Thì xong rồi, mình sẽ bấm gửi. Sau khi gửi xong, các bạn có thể thấy là màn hình nó đã chạy rồi, nhưng nó chạy chưa đúng. Vậy thì chúng ta phải cấu hình lại để card hiểu được tấm này có cách quét như thế nào để nó chạy đúng chương trình của chúng ta. Mình vào phần thiết bị, cài đặt phần cứng. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy có rất nhiều tùy chọn, nhưng chúng ta cần quan tâm ở vùng này
dưới quét nhóm các bạn click vào. Đây là các cấu hình có sẵn. Đây, ở đây. Mình lại rồi lần nữa. Các bạn kéo xuống dưới cùng và chọn cài đặt thông minh. Rồi, chúng ta sẽ quét tay. Đầu tiên, chiều rộng tấm tế bào. Như mình nói từ đầu, chúng ta chỉ cần quan tâm một tấm này thôi. Thì chiều rộng của một tấm này là 32. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ chọn 32. Loại vi mạch IC thông thường, các bạn sẽ tìm xem có IC mà các bạn thấy hồi nãy ở đây hay không. Nếu không có, chọn IC thường. Tiếp theo, mình xem A sáng hay B sáng. Ở đây B sáng, mình chọn ánh sáng B. Bước tiếp theo, mình tiếp tục click chọn thử thì mình thấy là A sáng hơn B. Đúng, bước tiếp theo. Chúng ta sẽ kiểm tra từng kênh xem nó ở màu nào và chọn đúng màu đó. Đấy. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là cái tấm này nó đang sáng bao nhiêu hàng. Thì nó đang sáng 8 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hàng. Thì mình sẽ chọn là 8 và sang bước tiếp theo. Lại một lần nữa, tấm này nó đang sáng 2 hàng. Chúng ta không quan tâm tấm này nhé. Chúng ta chỉ quan tâm tấm này thôi. Nó đang sáng 2 hàng. Thì các bạn chọn 2 và sang bước tiếp theo. Rồi, đây là bước cuối cùng. Mình sẽ giải thích thêm một chút trước khi bắt đầu. Như các bạn thấy, trên màn hình điện thoại có một lưới gồm rất nhiều ô. Mỗi ô này tương ứng với một điểm ảnh trên tấm LED cần quan sát. Mô tả như sau. Mình sẽ đặt số thứ tự cho hàng và cột của tấm LED. Ở bước cuối cùng này, các bạn sẽ quan sát điểm nào đang nhấp nháy trên tấm LED và chọn đúng vị trí của nó trên điện thoại. Ví dụ, điểm này sáng thì các bạn sẽ chọn ô có vị trí cột 1, hàng 1 trên màn hình điện thoại. Tương tự, với điểm này thì các bạn sẽ chọn ô có vị trí cột 9, hàng 5. Rồi, có lẽ đến đây các bạn đã hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì các bạn sẽ thấy là tấm đầu tiên này nó có một điểm sáng ở đây. Và các bạn chỉ quan tâm nó thôi, đừng quan tâm tấm bên cạnh nhé. Mặc dù tấm bên cạnh cũng có một điểm sáng, thì mình sẽ xác định tọa độ điểm này. Thì nó nằm ở cột 1 và hàng 1. Thì mình sẽ click chọn đúng cột 1, hàng 1 trên lưới trên điện thoại. Đây, rồi chúng ta tiếp tục. Này, điểm sáng tiếp theo nằm ở cột 2, hàng 1. Điểm sáng tiếp theo nằm ở cột 3, hàng 1, cột 4, hàng 1, cột 5, hàng 1, 6, hàng 1, 7, hàng 1, 8, hàng 1. Sau đó, chúng ta lại đến cột 1, hàng số 5. Mình sẽ đếm lại. Đây, cột 1 và hàng thứ 5 ở đây. Mình quay lại tìm đúng cột 1, hàng 5. Đây là điểm thứ 9, thứ 10, 11, 12. À, 12 đang bị sai. Mình sẽ bấm quay lại để làm đúng. Đó. Rồi, các bạn cứ xác định như vậy và chọn điểm sáng tiếp thôi. Như ở đây là cột 9, hàng 1, cột 10, hàng 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đấy, các bạn cứ thế làm đến hết. Mình sẽ tua nhanh đoạn này. Rồi, lúc này các bạn thấy là mình đã hoàn thành việc với hai hàng rồi. Thì ở đây nó lại tiếp tục sáng thêm một điểm. Lúc này nếu như mình click vào điểm này thì nó sẽ sáng hai dòng ở trên và ở dưới. Mình thử nhé. Đấy. Mình tiếp tục điểm tiếp theo. Ở đây nó sẽ tự động sáng luôn cả một dòng. Đấy, cả hai dòng 3 và 7 đều đã sáng. Cuối cùng là 4 và 8. Sau khi xong thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ các ô trên lưới trên điện thoại đã được sáng hết. Chúng ta chọn hoàn thành là cấu hình nó đã được gửi vào card.
Thì bây giờ mình có thể lưu lại cấu hình này để lần sau nạp vào gạt là gạt sẽ hiểu được tấm này phương thức quét như thế nào và nó sẽ hoàn thành luôn, không cần phải chọn lại lần nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là B14S và xác nhận. Rồi, thì ở trong đây các bạn thấy nó đang đặt về cấu hình B14S mình vừa quét. Và lúc này các bạn đã hoàn thành việc quét cấu hình rồi. Việc còn lại là chúng ta sẽ cài đặt chương trình cho đúng với công trình của mình. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ website gachiectan.com hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Gách Hiệp Tân để đón xem các video mới nhé. Xin cảm ơn.